Vào sáng nay mùng 10 tháng 10, lửa kèm theo khói đen cuồn cuộn bốc lên từ một cửa hàng điện thoại di động trên đường Hùng Vương ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa bốc lên từ tầng 1 của cửa hàng. Mặc dù nhiều người dân đã mang bình chữa cháy đến dập lửa, nhưng do căn nhà bị khóa cửa trái nên không thể tiếp cận. Khói bốc lên kèm theo nhiều tiếng nổ khiến mọi người xung quanh hoảng sợ, tuyến đường nhanh chóng được phong tỏa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng mặt nạ phòng độc phá cửa chính, phun nước vào đám cháy. Sau đó, máy hút khói được sử dụng để giảm lượng độc khói trong cửa hàng. Một hướng khác phun nước từ tầng 2 căn nhà bên cạnh. Gần một giờ sau, đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, song nhiều điện thoại có giá trị như iPhone, iPad mới nhập về bị cháy đen hư hỏng.